Xin chào các bạn. Vào những tuần vừa qua, quân đội Myanmar phải hứng chịu hàng loạt thất bại nặng nề. Đặc biệt là họ đã đánh mất Lasio, một trong những thị trấn quan trọng nhất tại bang San. Nó chỉ cách biên giới Trung Quốc khoảng 120 km về phía tây, cách thung lũng Hồng Ngọc Mogok 125 km về phía đông và cách thành phố Mandalay 200 km về phía đông bắc. Liệu đây có thể là bước ngoặt tiếp theo trong cuộc nội chiến Myanmar và đất nước này đang phải chịu lời nguyền địa lý kinh hoàng như thế nào? Trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu về chủ đề này nha. Tình hình nội chiến Myanmar. Không lâu sau khi quân đội lật đổ chính phủ dân sự do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo, đất nước Myanmar nhanh chóng bước vào cuộc nội chiến từ ngày 5 tháng 5 năm 2021. Trong thời gian đầu, Tamador vẫn cho thấy khả năng chiến đấu của mình. Nhưng vào ngày 27 tháng 10 năm 2023, Liên minh ba anh em bao gồm quân đội Arakan, quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar và quân đội Giải phóng Quốc gia Taang đã thực hiện cuộc tấn công mạnh mẽ vào khu vực giáp với biên giới Trung Quốc, nằm ở miền bắc bang San. Trong đó, hai bên cố gắng giành giật thành phố Lao Cai, thủ phủ của vùng Ko Khang. Đây là một tụ điểm cờ bạc nổi tiếng, cũng như là một trung tâm lớn của các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Cuối cùng, sau gần 2 tháng bao vây, Liên minh ba anh em đã giành chiến thắng vào ngày 5 tháng 1 năm 2024. Tổng cộng 90 lính Tamador bị giết chết và 2.479 người đầu hàng. Lao Cai chính là bộ chỉ huy tác chiến vùng đầu tiên mà quân đội Myanmar đánh mất. Sau đó, khu vực phía bắc bang San tạm thời bình yên khi Trung Quốc đứng ra làm trung gian hòa giải và hai bên đã đồng ý ngừng bắn ngay lập tức, đồng thời chấm dứt giao tranh. Dù vậy thì cuộc nội chiến tại Myanmar vẫn không vì thế mà dừng lại. Vào ngày 9 tháng 6 năm 2024, quân đội Giải phóng Quốc gia Taang, một trong những thành viên của Liên minh ba anh em, cáo buộc quân đội Myanmar vi phạm lệnh ngừng bắn do Trung Quốc làm trung gian, sau khi Tamador tiến hành các cuộc không kích vào thị trấn Mông Mít. Căng thẳng tiếp tục leo thang trong những tuần sau đó, và giao tranh đã nổ ra từ cuối tháng 6 năm 2024 với trọng tâm là Lasio. Đây là nơi sinh sống của khoảng 150.000 người và là thị trấn lớn nhất ở miền bắc bang San. Không chỉ vậy, nó còn nằm trên đường cao tốc thương mại lớn nối với Trung Quốc và chỉ cách thành phố Mandalay khoảng 200 km về phía đông bắc. Vì quan trọng như vậy, nên Lasio là nơi đặt trụ sở của Bộ Chỉ huy Quân sự Đông Bắc của quân đội Myanmar với khoảng 30 tiểu đoàn đóng tại đây. Cuộc chiến Lasio chính thức bắt đầu vào ngày 6 tháng 7 khi Liên minh ba anh em sử dụng pháo và UAV tấn công thị trấn. Tuy nhiên, họ đã tạm dừng đà tiến trong 4 ngày, trong lúc hội nghị toàn thể lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 7. Sau đó, Liên minh ba anh em tiếp tục tấn công và chỉ một tuần sau, cụ thể là vào ngày 25 tháng 7, họ đã chiếm được trụ sở của Bộ Chỉ huy Quân sự vùng Đông Bắc. Nhưng cuộc chiến trong thị trấn vẫn tiếp tục kéo dài. Đến ngày 3 tháng 8, Liên minh này tuyên bố đã hoàn toàn kiểm soát Lasio và đánh bại tất cả các đơn vị quân đội còn lại ở trong thị trấn. Tổng cộng 4.000 lính Tamador đã phải đầu hàng, trong khi phía Liên minh ba anh em có 500 người chết và hơn 1.000 người bị thương. Có thể thấy, quân đội Myanmar đang ngày càng suy yếu trầm trọng. Nếu như trong trận Lao Cai, họ có thể cầm cự trong gần 2 tháng, thì trong cuộc chiến tại Lasio, Tamador thất thủ trong vòng 1 tháng, mặc dù đối thủ đã ngừng bắn 4 ngày. Mục tiêu tiếp theo có thể là Mogok, vì thị trấn này cung cấp tới 90% lượng hồng ngọc của toàn thế giới. Việc mất đi các trung tâm kinh tế sẽ càng làm tăng thêm tổn thất về lãnh thổ vốn đã nặng nề của chính quyền quân sự Myanmar, trong khi xung đột tại quốc gia này đang ngày càng leo thang kể từ sau cuộc đảo chính năm 2021. Không chỉ vậy, thất bại của Tamador tại Lasio cũng đánh dấu lần đầu tiên lực lượng này đánh mất một trong 14 bộ chỉ huy quân sự vùng. Các lực lượng đóng quân trên khắp đất nước, trải dài từ chân núi Himalaya ở phía bắc đến vùng đồng bằng rộng lớn tại phía nam giáp với Ấn Độ Dương. Myanmar và lời nguyền địa lý. Myanmar là một đất nước rộng lớn với diện tích lên tới 676.579 km2. Từ vùng núi cao ở khu vực phía bắc tới vùng đồng bằng ở ven biển phía nam, khoảng cách lên tới 1.450 km. Vậy nhưng nước này có một khu vực giáp với biên giới Thái Lan kéo dài từ Miawadi tới Kathaung với chiều dài là 750 km, trong khi khoảng cách từ điểm cực đông tới điểm cực tây cũng lên tới 930 km. Không chỉ có kích thước lớn, Myanmar còn có những dãy núi hùng vĩ, chiếm khoảng 47% diện tích đất nước. Nằm ở phía bắc là dãy núi Hoành Đoạn, tạo thành biên giới tự nhiên giữa Trung Quốc và Myanmar.
Trong đó, điểm cao nhất của xứ sở Miến Điện là tỉnh Hkakabo Razi. Nó nằm cách mực nước biển 5.881m và cũng là ngọn núi cao nhất tại Đông Nam Á. Không chỉ vậy, cả 8 ngọn núi cao nhất trong khu vực đều nằm ở phía bắc Myanmar. Còn ở phía tây là dãy núi Arakan, ngăn cách bang Rakhine với phần còn lại của đất nước. Điểm cao nhất tại đây là đỉnh Nat Ma Taung với khoảng cách với mực nước biển là 3.070m. Phần lớn dân cư tại khu vực này sinh sống ở khu vực xung quanh sông Kaladan với cửa sông là thị trấn Sitwe, thủ phủ của bang Rakhine. Còn ở phía đông là cao nguyên San với điểm cao nhất là đỉnh Lôi Lang. Nó cách mực nước biển 2.651m. Do có địa hình đồi núi nên nơi đây bị chia cắt mạnh mẽ và tạo thành các thung lũng. Trong đó sông Sawin là dòng chảy chính. Nó bắt nguồn từ Tây Tạng, chảy về phía nam đi qua giữa bang San rồi tạo thành một phần biên giới Myanmar-Thái Lan trước khi đổ ra Ấn Độ Dương. Nơi cửa sông là một vùng đồng bằng có diện tích tương đối lớn, còn kéo dài về phía nam dọc bờ biển Andaman là một loạt các đồng bằng nhỏ. Khu vực này bị giới hạn bởi dãy núi Tenasserim ở phía đông và dãy núi Karen ở phía tây. Cả hai đều có những cánh rừng rậm rạp, trong đó dãy Tenasserim là biên giới tự nhiên giữa Myanmar và Thái Lan, còn dãy Karen là ranh giới giữa vùng đồng bằng Đông Nam với khu vực trung tâm. Đây là nơi có hệ thống sông Irrawaddy, là dòng chảy quan trọng nhất với đất nước Miến Điện. Bắt nguồn từ dãy núi cao ở phía bắc, hai con sông Mali và Enmai hợp lưu rồi tiếp tục chảy về phía nam để tạo thành sông Irrawaddy. Sau đó nó tiếp nhận dòng chảy của sông Mỹ Ít Nghê và sông Chinguin để rồi tiến về phía nam và đổ ra Ấn Độ Dương. Đoạn cuối của sông Irrawaddy gần như đi song song với sông Sitang và hai dòng chảy này chỉ cách nhau bởi một dãy núi thấp có tên là Pegu. Trong đó điểm cao nhất là đỉnh núi lửa Popa với chiều cao là 1.518m. Có thể thấy, hệ thống sông Irrawaddy chảy qua phần lớn diện tích Myanmar và tạo thành vùng đất thấp trung tâm. Bản thân khu vực này lại được chia làm hai, đó là Thượng Miến ở phía Bắc và Hạ Miến ở phía Nam. Trong đó Thượng Miến là khu vực tương đối khô hạn do nó bị ngăn cách với Ấn Độ Dương bởi dãy Arakan ở phía Tây và dãy Pegu ở phía Nam. Dù vậy thì với nguồn nước sông dồi dào, nơi đây vẫn chiếm tới 2/3 diện tích đất trồng trọt của Myanmar và chiếm 35% sản lượng ngũ cốc của nước này. Nhờ vậy mà nơi này chiếm tới 1/3 dân số của toàn bộ khu vực Myanmar. Còn vùng Hạ Miến ở phía Nam có lượng mưa dồi dào hơn, lên tới 2.500mm trên một năm. Dù vậy thì nơi đây lại thường xuyên bị ngập lụt vào mùa mưa, cũng như phải đón nhận những cơn bão nhiệt đới với sức tàn phá mạnh mẽ. Nhưng do phù sa màu mỡ nên nơi đây cũng có khoảng 1/3 dân số Myanmar. Có thể thấy, khu vực trung tâm đất nước là vùng đồng bằng thấp, nhờ có nguồn nước từ hệ thống sông Irrawaddy mà nơi đây chiếm khoảng 2/3 dân số Myanmar, với phần lớn là người Burma. Trong khi ở xung quanh là các dãy núi cao, là nơi sinh sống của các dân tộc thiểu số, chiếm khoảng 1/3 dân số của đất nước. Điều này gây ra nhiều khó khăn cho chính quyền trung ương trong việc kiểm soát lãnh thổ. Vì vậy, việc thống nhất về quản lý hành chính quốc gia là điều mà Myanmar chưa bao giờ thực sự đạt được trong quá khứ. Một lịch sử đầy biến động. Myanmar có một vị trí rất đặc biệt, nằm giữa tiểu lục địa Ấn Độ ở phía Tây, cao nguyên Thanh Tạng ở phía Bắc, cùng với lưu vực sông Mekong và sông Mekong ở phía Đông. Thế nên vùng đất này có rất nhiều luồng di cư đi qua đây trong thời tiền sử, và con người đã định cư ở đây vào khoảng 11.000 năm trước. Đến khoảng thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, người Piu từ cao nguyên Thanh Tạng di cư theo các dòng sông về phía Nam và thành lập nên các thành bang ở vùng Thượng Miến. Trong khi người Môn bắt đầu di cư về phía Tây tới vùng Hạ Miến, rồi định cư ở vùng đồng bằng Tenasserim và đồng bằng Irrawaddy, sau đó họ lập nên vương quốc Tha Tôn. Đến thế kỷ thứ 7, người Burma bắt đầu di cư từ cao nguyên Thanh Tạng và dần thống nhất các thành bang của người Piu để tạo thành vương quốc Bagan vào năm 849. Trong khi một bộ phận người Burma di cư về phía Tây và đánh bại vương quốc Arakan của người Ấn ở đây để bắt đầu triều đại Lem Ro. Trong hàng thế kỷ tiếp theo, vương quốc Bagan liên tục đối đầu với vương quốc Tha Tôn. Dưới thời vị vua vĩ đại Anaratta, ông đã cho xây dựng các công trình thủy lợi để biến vùng đất khô cằn ở Thượng Miến trở thành xứ lúa. Đồng thời, ông cũng tiến hành cải cách lại quân đội, nhờ đó mà giành chiến thắng quyết định trước người Môn vào năm 1057. Từ đây, nhiều người đã di cư về phía Nam, đặc biệt là khu vực phía Nam Tenasserim. Đến thế kỷ 13, vương quốc Bagan bắt đầu suy yếu và nó đã bị sụp đổ vào năm 1287 sau cuộc tấn công của người Mông Cổ. Trong khi vương quốc Arakan thoát kiếp chư hầu, thì người Môn tái lập đất nước của riêng mình, đó là vương quốc Hanthawaddy.
Còn tình hình tại vùng Thượng Miến tương đối hỗn loạn, mãi cho đến khi Vương quốc Ava được thành lập vào năm 1365. Họ đã nỗ lực chiếm lại các vùng đất cũ của Vương quốc Pagan nhằm khôi phục lại những ngày tháng huy hoàng, nhưng kết quả lại không được như mong muốn. Sau thời gian dài đối đầu, đến thế kỷ 16, cả Vương quốc Ava và Vương quốc Hathangwadi đều suy yếu nghiêm trọng. Trong đó Vương quốc Ava người San thường xuyên đánh cướp và đã thất thủ vào năm 1527. Lúc này, từ vùng đất Taungu nhỏ bé, một triều đại mới đang được khai sinh. Với sự xuất hiện của chiến thần Badin Naung, họ lần lượt đánh bại người Môn ở phía Nam và người San ở phía Bắc. Dù vậy, ông cũng không thể đánh bại vương quốc Mrauk U của người Arakan ở phía Tây. Thay vào đó, ông quay sang phía Đông và liên tục mở rộng lãnh thổ tới cực đại. Nhưng sau khi Badin Naung qua đời, vương triều Taungu gặp nhiều bất ổn. Dù vậy, con và cháu của ông vẫn giữ được phần lớn lãnh thổ Miến Điện. Trong những thế kỷ tiếp theo, các vị vua Taungu tìm cách gắn chặt khu vực của người San, đồng thời tiến hành các biện pháp bức hại người Môn, buộc họ phải di cư về phía Đông. Đến thế kỷ 18, đế quốc Taungu suy yếu trầm trọng. Nhân cơ hội này, người Môn tái lập vương quốc Hathangwadi. Nhưng không được bao lâu, một thủ lĩnh người Ba Ma là Alung Paza đã thống nhất toàn bộ Thượng Miến để thành lập nên vương triều Côn Bang. Sau đó, ông đem quân xuống phía Nam và tiêu diệt hoàn toàn vương quốc của người Môn. Từ đây, người Ba Ma đã hoàn toàn thống trị khu vực Hạ Miến và tiến hành di cư hàng loạt để chiếm thế đa số ở đồng bằng sông Irrawaddy, trong khi người Môn dần trở thành thiểu số. Ngoài ra, còn có nhiều người Karen sinh sống tại đây. Không chỉ vậy, triều Kobaung còn chinh phục thành công vương quốc Mrauk U của người Arakan, điều mà đại đế Badin Naung cũng không thể làm được. Sau đó, vương triều Kobaung tiếp tục mở rộng. Và sau thất bại trong việc chinh phục phía Đông, họ bắt đầu tiến về phía Tây. Nhưng lúc này họ lại đụng phải đế quốc Anh, những người đang nắm giữ Ấn Độ. Kết quả là chiến tranh nổ ra vào năm 1824 với phần thua dành cho người Ba Ma. Không chỉ mất đi những vùng đất mới chiếm được ở phía Tây, họ còn phải cắt cho người Anh những vùng đất chiến lược ở phía Nam, đó là Arakan và Tenasserim. Nhưng tham vọng của thực dân châu Âu chưa dừng lại ở đó. Đế quốc Anh tìm cách gây sự và họ đã phát động cuộc chiến thứ hai vào năm 1852. Lần này người Ba Ma mất đi hải cảng chiến lược Yangon cũng như toàn bộ đường bờ biển phía Nam. Mặc dù vua Mizonmin đã cố gắng để giữ lấy phần còn lại của đất nước, nhưng khi ông qua đời, cuộc chiến kế vị đã nổ ra. Và lúc này, người Anh tận dụng cơ hội để thâu tóm toàn bộ Miến Điện vào năm 1885. Từ đây, quốc gia này trở thành một tỉnh của Ấn Độ thuộc Anh. Chỉ trong nửa thế kỷ, xã hội truyền thống của người Ba Ma đã bị thay đổi mạnh mẽ do sự sụp đổ của chế độ quân chủ cùng với sự tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước. Không chỉ vậy, người Anh còn dùng chính sách chia để trị khi trao quyền lực cho các thủ lĩnh địa phương ở miền núi. Theo cách này, sự khác biệt về sắc tộc giữa người Ba Ma chiếm đa số ở vùng đồng bằng trung tâm và các nhóm dân tộc thiểu số ở vùng đồi núi trở nên ngày càng lớn. Đặc biệt, các nhà truyền giáo đã thành công trong việc cải đạo một số nhóm dân tộc thiểu số sang Cơ Đốc giáo, nhất là người Karen, người Chin và người Kachin. Trước đây, các nhóm này chưa bao giờ có được ảnh hưởng chính trị hoặc kinh tế. Việc liên kết với người Anh đã tạo ra cơ hội để cải thiện cuộc sống cho họ. Đặc biệt, quân đội thuộc địa chỉ có người Karen, người Chin và người Kachin mới được tham gia. Ngoài ra, lính Sepoy từ Ấn Độ và lính đánh thuê Gutkha từ Nepal cũng được điều động để quản lý Miến Điện. Người Anh còn cho phép hàng trăm nghìn công nhân Ấn Độ di cư đến Miến Điện. Do họ sẵn sàng làm việc với mức lương thấp hơn nên đã nhanh chóng thay thế những người nông dân người Ba Ma. Đến năm 1931, có hơn 1 triệu người Ấn Độ ở Miến Điện, chiếm khoảng 7% dân số và chủ yếu tập trung ở khu vực phía Nam, đặc biệt là thành phố Yangon. Phần lớn họ theo Hindu giáo và Hồi giáo, đồng thời có ngoại hình khác biệt hẳn so với người bản địa. Ngoài ra, người Anh còn khuyến khích người Trung Quốc nhập cư. Theo cuộc điều tra dân số năm 1931, cộng đồng người Hoa tại đây lên tới 1 triệu người và cũng chiếm 7%, tương tự như người Ấn Độ. Tất cả những điều này gây ra bất mãn lớn đối với người Ba Ma, khiến họ liên tục đấu tranh để giành quyền tự chủ. Một cuộc nổi dậy do Sajasan lãnh đạo đã bùng nổ vào đầu thập niên 1930. Dù bị dập tắt trong bể máu, nhưng nó cũng đánh dấu bước ngoặt trong phong trào đấu tranh của người Ba Ma. Hàng loạt các cuộc biểu tình nổ ra sau đó với sự tham gia của hàng nghìn sinh viên, trong đó có Aung San và UNU. Cuối cùng vào năm 1937, chính quyền Anh đã phải thay đổi và tách Myanmar trở thành một thuộc địa riêng, không còn nằm dưới sự quản lý của Ấn Độ nữa. Lúc này người Ba Ma bắt đầu gia nhập quân đội, nhưng số lượng không nhiều, do họ không muốn bị coi là đang hợp tác với người Anh. Đa số lực lượng quân sự ở đây vẫn là người thuộc các sắc tộc thiểu số, bao gồm Karen, Chin và Kachin.
Đến khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, Nhật Bản đã chiếm được thuộc địa của Anh vào năm 1942 và hỗ trợ thành lập quân đội độc lập Miến Điện với người đứng đầu là Aung San. Đến năm 1944, nhận thấy người Nhật đang thất thế, ông chuyển sang đứng về phía quân đồng minh. Nhờ vậy mà khi chiến tranh kết thúc, đất nước Miến Điện có cơ hội giành được độc lập. Lúc này, Aung San triệu tập hội nghị Panglong, gặp gỡ lãnh đạo của các dân tộc thiểu số là Chin, Kachin và San. Cụ thể thì ba bang này có quyền tự chủ hoàn toàn và có thể lựa chọn ly khai sau khi đất nước độc lập được 10 năm. Tuy nhiên, việc trao quyền cho các cộng đồng thiểu số đã khiến Aung San bị ám sát bởi những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Sự ra đi của ông là điều đáng tiếc với đất nước Miến Điện vì đây là nhà lãnh đạo duy nhất có thể đoàn kết các nhóm dân tộc thiểu số đông đảo và đa dạng, cũng như các nhóm chính trị chia rẽ và khác biệt. Sau đó, Myanmar giành được độc lập vào tháng 1 năm 1948 với người đứng đầu là Thủ tướng UNU. Nhưng ông quyết định không thực hiện thỏa thuận Panglong. Điều này khiến cho mối quan hệ giữa dân tộc đa số Burma và nhiều dân tộc thiểu số trong nước này ngày càng căng thẳng. Không chỉ vậy, 3 tháng sau khi đất nước độc lập, Đảng Cộng sản Miến Điện đã bắt đầu cuộc xung đột với chính quyền trung ương, trong khi căng thẳng giữa người Phật giáo và người Hồi giáo cũng ngày càng leo thang ở bang Rakhine. Còn người Karen là thế lực hàng đầu trong thời thuộc địa, nhưng không tham gia vào thỏa thuận Panglong, đã bắt đầu quá trình ly khai. Với sự ủng hộ của người Môn, một dân tộc có lịch sử bị người Burma đàn áp, thì những nhà lãnh đạo Karen mong muốn thành lập Koh Thu Lay, một đất nước rộng khắp khu vực phía nam Myanmar. Trong thời gian sau đó, xung đột lan rộng khắp đất nước, đặc biệt là ở vùng Đông Bắc, khi các lực lượng tàn dư của Quốc dân đảng tràn vào bang San. Trong tình hình bất ổn như vậy, vào năm 1961, UNU đã đưa đạo Phật trở thành quốc giáo nhằm đoàn kết các sắc tộc. Nhưng điều này lại làm các cộng đồng người Kachin theo đạo Thiên Chúa tức giận và xung đột lại càng lan rộng hơn. Không lâu sau đó, vào năm 1962, tướng Ne Win tiến hành đảo chính, đồng thời giải tán nghị viện, hủy bỏ quy chế liên bang bình đẳng và tiến hành cắt giảm quyền của người dân tộc thiểu số. Đặc biệt, ông cho trục xuất hàng trăm nghìn người Trung Quốc và Ấn Độ, cũng như tăng cường kiểm soát đối với người Hồi giáo. Đối với phong trào ly khai của người Karen, ông áp dụng chiến thuật 4 cắt, tức là cắt đứt toàn bộ nguồn lương thực, tiền bạc, thông tin và tuyển quân. Chiến thuật này đã đạt được thành công lớn khi đẩy lùi được phong trào ly khai ở vùng đồng bằng Irrawaddy. Đồng thời, tướng Ne Win cũng đánh bại Đảng Cộng sản Miến Điện, buộc họ phải chuyển từ khu vực trung tâm đất nước về vùng Đông Bắc. Dù là một lãnh đạo xuất sắc trong lĩnh vực quân sự, nhưng ông lại có thành tích rất tệ hại trong việc điều hành kinh tế. Bên cạnh các cuộc xung đột liên tục, hàng loạt chính sách sai lầm của ông đã khiến cho đất nước rơi vào cảnh nghèo khó. Từ một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, Myanmar rơi vào tình trạng thiếu ăn. Đặc biệt, Ne Win còn cho in tiền một cách vô tội vạ, thậm chí còn cho sử dụng loại tiền có mệnh giá là 45 và 90 chạt. Những quyết sách tai hại này đã làm bùng lên phong trào sinh viên, nổ ra vào ngày 8 tháng 8 năm 1988. Lo sợ đánh mất quyền lực, quân đội cũng nhanh chóng phản ứng. Để làm yên lòng người dân, họ tiến hành bầu cử vào năm 1990 và Liên minh Quốc gia vì Dân Chủ với sự lãnh đạo của bà Aung San Suu Kyi, con gái ruột của người anh hùng Aung San, đã giành chiến thắng tuyệt đối khi có được 81% số ghế trong chính phủ. Tuy nhiên, quân đội không chấp nhận kết quả này và tố cáo gian lận. Mãi đến năm 2015, Tát Ma Đo mới một lần nữa cho phép tiến hành bầu cử minh bạch và lần này đảng của bà Aung San Suu Kyi lại giành chiến thắng vang dội, chiếm 86% số ghế trong quốc hội. Tới năm 2020, Liên minh Quốc gia vì Dân Chủ một lần nữa giành chiến thắng khi có được 83% số ghế trong cuộc bầu cử. Nhưng quân đội Myanmar vẫn không chấp nhận kết quả và tiến hành đảo chính, để rồi cuộc xung đột ngày càng lan rộng với thế yếu dành cho Tát Ma Đo. Trong hàng chục năm qua, dù các lãnh đạo quân sự có thành tích kinh tế thảm hại, nhưng họ đã chiến đấu chống lại các nhóm vũ trang sắc tộc thiểu số, từ đó ngăn chặn các phong trào ly khai trên khắp Myanmar. Vì vậy mà nhiều người Burma cũng có sự ủng hộ nhất định đối với quân đội. Hơn nữa, hầu hết người Burma sống ở khu vực trung tâm nên họ không có trải nghiệm trực tiếp về các cuộc xung đột đang diễn ra ở khu vực gần biên giới. Nhưng khi cuộc đảo chính diễn ra vào năm 2021, quân đội Myanmar đã áp dụng các chính sách tàn bạo để chống lại người biểu tình và rõ ràng họ chỉ đang cố gắng níu kéo quyền lực chứ không hề quan tâm đến sự thống nhất dân tộc. Vì vậy, cuộc xung đột đang dần chuyển biến xấu cho phía Tát Ma Đo khi mà tỷ lệ nhập ngũ ngày càng giảm, còn con số đào ngũ thì ngày càng tăng. Hơn nữa, nhiều thế lực ly khai còn nhận được sự trợ giúp của nước ngoài, càng khiến cho tình hình đất nước Myanmar thêm rối ren. Có thể thấy, trong quá khứ, vùng khô phía Bắc là trung tâm quyền lực của người Burma, còn khu vực ẩm ướt phía Nam lại là vùng đất của người Môn.
Suốt hàng thế kỷ đối đầu, các vị vua người Ba Ma đã tận dụng con sông Irrawaddy hùng vĩ để đem quân và chiến thuyền xuôi theo dòng chảy về phía nam tấn công người Môn, và họ chỉ thực sự chinh phục được vùng đất này vào giữa thế kỷ 18, trong khi các khu vực đồi núi vẫn là địa bàn của các sắc tộc thiểu số. Khi đế quốc Anh chinh phục Miến Điện vào thế kỷ 19, họ đã khuyến khích người Ấn và người Hoa di cư tới đây, khiến cho tình hình sắc tộc và tôn giáo càng thêm phức tạp. Cùng với đó, người Anh còn khuyến khích các sắc tộc thiểu số cải sang đạo Thiên Chúa và trao quyền lực lớn cho họ. Kết hợp với những biến động trong khu vực sau Thế chiến thứ hai, đất nước Myanmar đã bất ổn ngay từ khi ra đời vào năm 1948. Ngoài ra, hàng loạt quyết sách sai lầm của quân đội Tamador càng khiến cho mọi thứ diễn biến theo chiều hướng xấu hơn. Trước thực trạng như vậy, liệu Cộng hòa Liên bang Myanmar có tan rã hay không? Các bạn hãy cho mọi người biết câu trả lời của mình ở dưới phần bình luận nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.